đón con ở kia, nhưng mà hôm nay mới nhìn thấy đây có cây ở bên kia cầu. Bên kia cầu thì nó ở bên nào, chỉ là Phú Tây Mỗ à? Đấy em... gần không, nó lại thuộc Hữu Hưng thôi. Hữu Hưng đi về khu đô thị Tó à? Khu đô thị Vigracia. Rồi. Đấy. Anh tên gì nhỉ? Anh tên là An. An. Gần đây lên trung tâm. Cho em cái số điện thoại của anh. Ừ. Đọc. Số của anh là 0963. 0963. 143. 143. 761. 761. Cây. Cái cây xanh rất đẹp. Anh đứng hộ em vào đây thì cho nó biết to bằng nào. Cây rất to đấy. Đấy. Anh ấy cao độ chắc gần 1m7. Mà đấy, cái cây nó như vậy. Đấy. Chắc từ mặt chậu lên nó phải hơn 2m anh nhỉ. Chậu là 32. Cả chậu là 32. Chiều dài. À chiều dài. Cái chậu này dài 3m2, còn rộng 2m6. Đấy. Đứng cách mấy mét mới view hết. Được, em có tiền em múc cái này. Nhưng mà cái này phải có nhiều người thích lắm này, nhưng mà phải có không gian. Không gian. Đấy. Nhiều người rất có tiền nhưng mà không chơi được. Hôm lo khách đây mấy hôm cái ông biệt thự trên Xuân Phương này xuống. Ông thích quá rồi, nhưng mà cầm thước ông đo đi ho lã. Nhét vào nó khổ lắm. Cái là nó không phải chuyện. Nhiều nhà có biệt thự nhưng mà cũng không để nổi vì sân nó bé. Sân thì chỉ khoảng 20-30 mét thôi. Đấy. Để cây này. Một cây trực kìa. Nhưng mà đẹp, quá đẹp. Làng kìa. Thì bán trực này quá đẹp. Đấy. Dòng này hình như là có quả đúng không anh? Không, quả lắm, quả thẳng. Cái dòng cái lá này là có quả. Quả thích lắm. Và thời điểm bắt chụp lá màu vàng. Trực. Mình đang không chụp ảnh được lâu lắm. Đấy. Trực rất chuẩn mà đóng tay cành rồi. Đấy. Rất vững chãi. Đá điếc, ngon. Cái này thì phải đứng xa mới quay được, đứng gần thì chỉ nhìn được tí. Bàn tay bé nhỏ đây. Độ già nó thì khỏi bàn rồi. Rất đều. Không biết cái này vào đá chắc mấy chục năm rồi. Đây khoảng 30 năm vào đá. 30 năm vào đá. Cái này thì mặt nào cũng đẹp. Đấy. Bây giờ muốn mua cái này là phải mua cái nhà thật đẹp. Xong rồi. Đấy. Chơi này nó mệt lắm. Chỉ cần một cây này thôi đã. Đấy, thế là... thôi. Chứ ngồi uống nước dưới gốc cây được. Gian cái thác này đúng không? Treo một hai cò lan rồi, một hai lồng chim. Đứng chất chơi. Người còn đứng dưới còn không ướt cơ mà. Tò. Sướng nhỉ. Đấy. Để ra đi cái đằng này. Vâng. Cái dòng rễ của nó ăn bám đá cái này rất đẹp. Cái dòng rễ đá làm cũng cầu kỳ đấy. Đây cái mặt này. Cái mặt này thì không đứng xa được nên là phải quay cái này. Tối thôi, tối. Tay cành rễ rất thoáng. Cái dòng lá, cái xanh này dòng lá mà nó song sóng mà nó tròn tròn to này là rất nhiều quả. Dòng xanh nhiều quả. Theo tôi được biết là như vậy. Và tôi chơi mấy cây nó cũng như vậy. Mặt sau đây. Đây mặt sau đây. Phần cốt nó từ ở dưới lên thôi. Rất vững chãi. Phong cách làm rất thoáng, rất hiện đại. Chứ không có gò bó như cái cổ ngày xưa. Cái tay này nó to thêm nữa là ok. Tay buông. Nó bị ngược sáng nên là khó nhìn. Bông tán chiều. Này chút xăm tí là ok. Đây. Cái mặt này thì không đứng, không có chỗ đứng. Đấy. Tay đi đứng lên kia kìa. Cái này có thời điểm mà ngày xưa anh mà có người trả tỷ 8. Tỷ 8. Bây giờ chỉ còn 600. Cây nó mất giá mà. Nhưng mà nó là một cây đẹp. Đẹp. Đấy. Con bên đấy thì 400 mà anh. Con này cũng khủng à. 400.
vào đá rất là sâu rồi, vào đá rất sâu tuyệt tí. Nhưng con kia ấn tượng mạnh, con kia, con này nhìn mê quá. Đây số điện thoại bán cây cảnh được. Chắc là số này luôn đúng không anh, vừa nãy anh đọc rồi đúng không? Con kia hay quá. Quá đẹp. Phải đứng xa rồi. Đấy, đứng xa 10 mét. Cây kia kìa. Cây này mà giá như mà cây này mà để ra chỗ dại nắng tí thì tốt. Đang bị hơi bị cớm. Đang hơi bị cớm. Cớm rồi mấy cây cau này. Cây này để đây thì hơi. Mấy cây cau kia nó cao quá. Mấy cái cau vua này cao quá. À. Món này thì có dùng kích được không anh hay là phải cầu? Cầu 8 tấn. Đấy. Bể ra đây. Bể đẹp á. Trực chuẩn luôn á. Thân và rất thoát thân và chia tay ra hợp lý. Cái này to thêm chút nữa thì ok. To thêm chút nữa. Để cho chỗ nắng và làm thực tế mà chăm chút cây này thì nó rất là sạch sẽ, nhìn bắt mắt hơn rất là nhiều. Bỏ những cái ở dưới thì đi. Nhưng mà những cái cây to mà quay thì khó, rất khó thoát lên cái hình. Nó rất khó. Nhưng mà theo cái mắt nhìn của tôi thì tôi thích cây này. Tất nhiên giá cả nó thì khác. Thích là thích. Đấy. Đẹp đấy. Chiếc tán nàng này rất yếu. Vâng. Mà nó lại hoàn thiện đẹp như này. Vâng. Nó không bị rối rắm. Một hệ thống tổng thể là vâng. Không có cái gì gọi là lỗi. Nó thoáng. Dễ là cũng lươn lách luôn. Cây rất nào. Rất thoáng mà lại tự nhiên. Khỏe quá. Rất đẹp. Bằng đá rất tự nhiên, không có gò gò. Như bằng đá nó cũng có hơi hướng hiện đại rồi. Được. Chứ không gò bó như các cụ ngày xưa. Chơi tay cành buông, thả thoải mái. Vâng. Nóng rất hay. Bệ chảy rất đều. Đây là muốn chơi xương cành tỉa sạch lá. Vâng. Thì nhìn thích là đúng rồi. Cái đợt đầu năm nó ra quả nhá, anh vặt hết lá. Vâng. Chơ quả không, nhưng đến đấy không chịu ảnh. Đẹp. Đúng rồi. Cái vàng ướm một cây. Chất lá này là quả rất to, rất là quả. Cái đầu ngón tay một. Chất lá này đúng không? Xanh này. Em có hai cây nhưng mà nó nhỏ hơn nhưng mà rất nhiều quả. Đẹp, mặt này đẹp. Mặt kia đẹp nhưng mà mặt này nhìn vẫn thích. Điều kiện mà giữ được thì sau này giá trị lại. Vâng. Đấy. Và mình mà dọn dọn vào những cái này cái thì nó lại nhìn nó sáng sủa. Cỏ cả. Ok. Cây đẹp, cây đẹp. Cây đẹp và quý đấy. Quý. Đây còn cây này thì bao nhiêu tiền anh? À đây à. Vâng. Vào đá cũng kỳ công đấy, phân leo theo đá, vào đá cũng kỳ công. Anh là gốc ở đây hay là ở đâu? Ừ, anh người Hà. À được. Bên kia có mấy ông bái không chơi? Anh có biết ông bái không? À, bái thì đi cùng hội bọn này. À được. Dưới đấy thì nhiều, cây mẫu nhiều người nhá. Tuấn biết gì đấy? Quán đen. Nhiều. Tuấn vẫn kéo á. Cùng hội cùng thuyền đây. À thế à. À thế à. Cây này cũng hay đấy. Cây này rất đẹp ạ. Cây này rất đáng, rất nghệ thuật. Dăm cũng giật ra đến tận đầu rồi. Lối làm là mỗi tưởng. Vâng. Sau hàng là thành là đuôi. Vâng. Dễ này là chân. Hai chân. Vâng. Rất khỏe khoắn, móng rất rộng. Lại vừa mượn được hòn đá. Đã là ổn. Nhưng mà ông bái ông ít cây đẹp. À, ông bái thì ông phải chuyên môn có gì đâu, ông cứ hết cái mặt sang bên kia này. Rồi. Đâu có Tuấn. Rồi. Tuấn kéo ấy, Tuấn mặt kéo ấy đúng không? Ướt thì một cái to. Rồi một cái hông nhỏ xíu.
để làm các đường cấm đen như đấy. Và ở đấy mà không biết mấy có mấy người chưa biết hết rồi. Cũng mua về đấy mà. Em thích chơi vào trong làng bình này, nhiều cây đẹp. Nghi à, hay to. Ngay nhà văn hóa, văn hóa ta lại vào làng ra bình. Chưa. Cổng làng đây, lại vào trái vào. Bình. Nhưng có thiện chí cho vào chơi không? Có giao lưu không anh? Có, ông giao lưu mà. Ông... À đây. Tí nữa cho em xin số ấy. Đấy. Có khi sắp tới khi xin gia nhập đội anh. Em cũng có cây mà. Hay đấy, rất đẹp đấy. Còn trong kia thì mini thì em xin phép đi lượt nhanh nhanh tí. Nếu anh em nào biết thì vào nhà anh chơi. Em lên trang Zalo hay là em trên YouTube, thế YouTube ấy. Này. Tên là gì? N2T bonsai ấy. N2T à? Vâng. Quen đấy nhỉ? Chị em suốt ngày trên mạng mọi người biết mà. Đấy, cái vườn của anh An đây. Ở trong này thì toàn là mini thôi. Toàn mini thôi. Thực tế mà lọc ra những cái cây này là khá độc đáo, có cây sữa rất hay này. Cây sữa hoa sữa này. Đấy. Hoa sữa rất hay. Mini hàng mini sam núi. Sam núi. Một số cây miền Nam ở trong này. Đây là trà phúc kiến không biết, các thứ đầy đủ hết. Cần thăng nhiều nữa. Cái gì cũng có. Phù hợp cho các bác đang tập chơi hoặc là chơi những cây nhỏ nhỏ. Đấy. Ok. Cái hoa giấy cũng được đấy. Tí nữa hỏi bên này. Cái hoa giấy này có nhiều tiền không anh? Cái hoa giấy này có nhiều tiền không? 8 triệu. 8 triệu. Giấy tím. Đấy, anh em biết là tham khảo cũng vào chơi. Ở... nó gọi là đường Miêu Nha anh nhỉ? Miêu Nha. Gần cái tòa Coma 6 á. Đến đối diện tòa cổng Coma 6 là vào thôi. Hỏi anh An. Nhìn cái ở cổng có cái to là biết ngay. Đấy, các bạn nhé. Điều có cái sung bóng đá cũng được. Có cái sung bóng đá cũng được. Tất nhiên anh ấy còn chắc còn đang có những việc khác. Thế nên là chưa đây có cái sung. Anh em quay bếp theo như là vào quay quay vườn của anh tí. Tiện công đón con các bác. Đấy, các bác nhé. Thôi xin phép để sang đón con kiểu muộn.